직감이 많이 와요. 그죠. 친구들도 수원에 제가 신랑이 삼성 다니고 그러니까 그쪽으로. 아, 수원에는 네. 오후 5시 좀 넘잖아요. 그러면 삼성 버스가 1분에 한 대씩 다녀. 오른쪽이군요. 아, 근데 지금 옛날에 이제는 그랬는데 지금은 많이 인천도 외곽으로 많이 나갔어요. 맞아요, 맞아요. 여의도 분야 이런 것만 남고 주변으로 뭐 좀 더 내려가서. 옛날보다 들어간 대신 옛날에 이제 1분에 한 대씩 삼성 버스들이 출퇴근 시키는 거가 지나가더라고. 여긴가? 여기서 내리는 거야? 아니겠지? Đấy, ở cái góc này chúng ta thấy rõ được cái cảng lớn nhất ở thành phố Ulsan. Cái cảng phía bờ bên kia chủ yếu là công nghiệp đóng tàu thôi. Còn đây chủ yếu là công nghiệp xuất cảng, tức là xuất nhập khẩu container. Có nhiều người ở thành phố Ulsan này họ cũng chưa đi cái tour tàu điện trên cao để có thể ngắm nhìn toàn cảnh cái thành phố này đâu. Thì, nó cũng giống như cảng Hải Phòng thôi, nhưng mà nó quy mô hơn nhiều. Có thể là cái xuất nhập khẩu Hải Phòng cũng có thể ngang với Ulsan, nhưng mà về cái hạ tầng ở cái thành phố cảng Ulsan này nó tốt hơn đó. 여기는 따로 해요. 모노레일은 원래 따로 타고. 네, 이것도 따로 해요. 부담으로 같이 사면 되나? 방을하고 고래 따로 안 되잖아. 아니 고래 체험관하고 뭐? 고래 세계 체험관하고 박물관은 같이. 우체국은 23개의 건물로 이루어져 있으며. Rất nhiều khách du lịch, du khách đến thành phố Ulsan và ngắm cũng như là cái thời gian để có thể khám phá những cái cụm mà bảo tàng cá voi này, bảo tàng cá heo này, khu biểu diễn cá heo này, khu đóng tàu và trải nghiệm cái tour đường sắt, đường ray, đường điện xe điện trên cao để có thể ngắm toàn cảnh thành phố một cách ngoạn mục nhất.